chào quý anh chị, đây là một cái chương trình giảm đến 35% nói về máy tia nè quý anh chị. Đó, máy tia, còn nói về máy khoan á, chắc nó giảm chắc cũng phải 50% á ha. Tại vì 809 một con máy khoan mà giờ giảm 470.000 thì giảm nhiều phần trăm ta? Đó, mấy chục phần trăm á. Tại vì 809 mà giá trên bảng giá nó khó nha quý anh chị. Nhưng mà bây giờ giảm giá cho quý anh chị nè, giới thiệu từng con máy, chương trình giảm rất là nhiều luôn. Trước tiên là máy này quý anh chị không cần cũng mua, cái máy này khẳng định luôn, không cần cũng mua. Một máy hai pin một sạc, này là 25 niu, thì này á là nó sẽ phù hợp cho nhiều anh chị cô chú mình xài điều qua gia đình nè, hay là bắn thạch cao đồ các kiểu, bắn trần đồ đó, là chơi máy này. Nó có là 18 cấp độ trượt và một chức năng khoan sắt ở khoan gỗ, nên là quý anh chị thấy à, chạy tốc độ chậm nè, tốc độ lẹ nè, rất là lẹ luôn đúng không? Có móc đeo khi quý anh chị leo cao nè, có tặng bonus hai cái đầu vít hai bên nè. Cái này hôm trước ông Nhiên test rồi, test cho quý anh chị coi rất là đã luôn. Khoan cái mũi chà bá vẫn khoan nổi à, thấy nó nhỏ chứ nó mạnh quý anh chị. Với lại là gì, chương trình khuyến mãi, pin của nó là sale loại tốt nè, một cục pin này 270.000 nè quý anh chị, mua rồi đó. Đó, tức là nó hàng hãng mà. Thì quý anh chị thấy là cái này nè, đây deco nè quý anh chị, đó 25 niu nè, đó 12V nè, đó hàng chính hãng chứ đâu phải hàng bèo đâu. Giá của nó đang khuyến mãi còn có 470.000 thôi nha quý anh chị. Đây, phiếu bảo hành của nó 6 tháng. Hai cục pin đàng hoàng, cái này là cục sạc trong này nữa, thấy không? Đó là quý anh chị thấy cái máy này là chưa cần cũng mua là vậy, Hồng Nhiên nói là đúng nha. Anh chị nào xài cái deco này rồi, thấy nó ok, có thể để lại comment bên dưới với cái giá này đáng mua hay không nha quý anh chị. Đó, cực kỳ đáng mua, nguyên cái thùng vậy. 470.000, hai cục pin, lời rồi. Lời cực kỳ lời luôn. Đặc biệt là những cái anh mà mua máy rung gạch đó, pin giống pin rung gạch nào quý anh chị mua này về sau này lời hai cục pin luôn. Đó, thấy không? Đó, ok, 470.000 có nguyên một cái thùng như thế này. Đó, hai một máy hai pin một sạc, bảo hành 6 tháng. Xong, quý anh chị mình sẽ thấy nhảy tới là hai cái máy pin. Hai máy pin. Đó, ba chức năng, con này là K3 nhưng mà mẫu đời mới ba chức năng quý anh chị. Đó, K3 mẫu đời mới ba chức năng. Con này thì 45 niu ha. Pin là 16V 8 là ba chức năng, ở trên này có chức năng bắn vít. Là khi bắn vít là quý anh chị thấy nó có 20 cấp độ trượt. Đầu là 10 ly, đầu kim loại có viền đỏ bên dưới nè ha. Đầu lóc tự động nha quý anh chị. Lóc cái cạch cái là cứng à. Có tốc độ chậm, tốc độ lẹ, tốc độ maximum của nó là 1600. Ha, đó, còn đây tốc độ chậm nè, lên đây tốc độ lẹ nè. Có chức năng khoan búa, khoan sắt đầy đủ nè. Đó, rồi chạy từ không có chổi than ha. Rồi, ở đây quý anh chị thấy để rúp đét nè, có viền đồ các kiểu rất là đẹp. Đèn thì sáng ha, hai cục pin thông dụng. Cái pin này thì nó xài chung với lại Hukan đồ các kiểu đó quý anh chị. Pin thông dụng là nó xài chung Hukan đồ đó. Một cái máy của nó là sẽ như thế này. Nếu quý anh chị mình mua như thế này nè, một máy hai pin một sạc. Đây, một máy hai pin một sạc là nó như thế này. Ok. Thì giá của cái sản phẩm này là 730.000 nha quý anh chị. Giá khuyến mãi nó là 730.000. Quý anh chị xài bộ này ok rồi, 730.000 đầy đủ vậy nè. Có mũi khoan, mũi vít đồ máy này bonus thêm thôi. Không, chủ yếu là mình mua cái này nè, 730.000 có cái bộ đầu sắt đồ như vậy là ok nè. Đó, còn nếu quý anh chị mình không thích cái bộ này, mình mua thành cái bộ này nè, bộ bắn vít này nè quý anh chị. Thấy không, bộ bắn vít này á thì được cái gì, tốc độ nó cao. Tốc độ nó có 3 cấp tốc độ ở bên dưới nè. Vô tốc độ số 1 đi, đó nó chạy 1200 vòng. Tốc độ số 2 nè, nó chạy 2500, có đèn báo pin á. Rồi tốc độ số 3 nè, quý anh chị nhấn à, đó là nó chạy 3.300, máy bắn vít. Đó, lực của nó là 140 niu. Nếu quý anh chị mua một bộ dày thì ok, giá của nó là 1.050.000. Còn quý anh chị mua một bộ mà hai máy hai pin như vậy nè, nguyên bộ vậy nè, nó sẽ rất là lợi, lợi hơn nhiều. 1.350.000 cho nguyên một cái combo vậy nè, hai máy, không, hai máy hai pin và một sạc. Đó, nguyên cái thùng như vậy là giá của nó sẽ về là 1.330.000, 1.350.000 nguyên bộ vậy quý anh chị. Ok ha. Đó là quý anh chị thấy về máy pin là cái bộ này nó sẽ phù hợp cho những anh chị mà xài mức độ mà nhỏ mà trên cao, hay là làm những cái công việc cỡ này quý anh chị bắn Sài Gòn đồ cũng vô tư mà, đúng không? Lực của nó 140 niu thì bắn thoải mái. Mở ốc xe đồ mà mở vít đồ đó, mở nhỏ nhỏ thì ok, còn lớn thì mình phải xài bù lon lớn á. Bộ này cực kỳ tiện lợi đó. Rồi ok. Giá nó cũng rẻ, 1.350.000 cho nguyên bộ. Bây giờ quý anh chị sẽ có những máy tia giá rất là rẻ luôn. Đầu tiên là một cái tia là Akuya V.
như thế này, siêu sáng. Nói chung là bây giờ tia nó rất là sáng. Nó có hai cục pin và một cục sạc, quý anh chị thấy tầm chuẩn sáng nét nào, thấy không? Giá 690.000, giá rất là rẻ luôn. Nguyên thùng của nó có nguyên một cái thùng kiểu vậy quý anh chị. Đây. Nó có nguyên một cái thùng, hai cục pin, một cục sạc, nguyên một cái máy này. Đó. Ví dụ quý anh chị muốn chỉnh độ sáng tối được nha. Đặt tay lên quý anh chị chỉnh mờ nè. Thấy không? Cái máy nào giờ nó cũng chỉnh mờ chỉnh sáng lên nè. Đặt tay lên giữ là ok, nó sáng lên liền ha. Giá 690.000, hai pin một sạc. Đầy đủ nguyên một cái thùng như vậy. Đó, có cái kính trong này. À đó, có kính trong này luôn, thấy không? Đó, đầy đủ hai cục pin, pin là pin sạc nha, không phải pin tiểu đâu, pin sạc. Ok, nguyên một máy hai pin như vậy 690, bảo hành 1 năm. Còn mấy máy này bảo hành 6 tháng ha. Đó, nói về máy tia này. Xong, quý anh chị mình muốn là nâng cấp lên. Phải đế bi đồ cho nó ngon, dàn cơ cho nó chuẩn nè. Cái đế bi chà bá nè, quý anh chị thấy không? Đó, này là 686 dòng đời mới, dòng blood của nó đó. Đó, 686 Akuya, 686 dòng đời mới. Đó, đế bi đồ các kiểu. Nè, quý anh chị thấy nè. Đó, nhấn lên. Tâm sáng nè, quý anh chị thấy không? Tâm sáng nè. À, cái này nó là cảm ứng luôn nha quý anh chị. Nó là cảm ứng luôn chứ không cần đè mạnh đâu ha. Đó, này là cảm ứng luôn. Đó thì quý anh chị thấy là tâm sáng nè, nét nè, đế bi nè, hai pin, một sạc, thùng của nó bắt đầu lên thùng nhôm nè. Akuya 686 đời mới blast á, dòng blast đời mới thùng nhôm. Có hai cục pin là pin sạc luôn, cũng có kính đồ đầy đủ như vậy. Nhìn có quan trọng là dàn cơ nó cứng, cái bộ mẫu này hồi xưa huyền thoại luôn á. 350.000 ngày xưa nó bán là không phải đế bi đâu, đế thường đó. Nhưng mà bây giờ cái đời này lên đế bi luôn mà giá khuyến mãi. Chỉ còn lại có 1.050.000 nha quý anh chị. 1.050.000 là quý anh chị có cái máy này quá trời đã luôn à. Đó, ok ha, ngon lành ha. Rồi, bảo hành 1 năm. Xong, quý anh chị mình muốn tới một con tia nữa. Là con tia Akuya 300 V3000 chứ. Mẫu này là V3000 quý anh chị. Thấy không? Mẫu này là nút nhấn cơ nè. Đó thì nào này ra bắt đầu này hình như có remote rồi. Cái mẫu này là quý anh chị thấy cái thùng nó chất lượng à, thùng nó rất là chắc chắn luôn. Như vậy. Đó, mẫu này thì nó có remote rồi nè. Đó, nhấn điều chỉnh trên remote này luôn. Đó thì thằng này á là nó có hai cục pin. Đây. Đây quý anh chị, thấy không? Nó có hai cục pin, một cục pin lớn, một cục pin nhỏ và thêm một cái khay pin tiểu ở đây nữa nè. Cái này là Akuya V3000 nha quý anh chị. V3000 nè, đó có sạc đồ đầy đủ. V3000. Nhưng mà đế bi đồ rất là đẹp luôn. Nhưng mà sao? Giá có 1.350.000 rồi quý anh chị. Lần này là thằng Akuya này nó giảm một cái mức giá là khuyến mãi siêu ngoạn mục luôn, giảm mấy chục phần trăm không. Nhưng máy này trước mắt lắm nè. Mà bây giờ còn có 1.350.000, có cục pin nó bự dây nè. Đó, có remote điều khiển xịn sò dây nè quý anh chị thấy không? Với cái mức giá này thì hiện tại bây giờ là mấy anh bán những cái đồ tia cũng lao đao với cái sản phẩm này. Thấy không? Tại vì giá nó khuyến mãi về rẻ quá trời rẻ rồi. Đó, 1.350.000 là Akuya V3000. Đó, mẫu nó vậy quý anh chị thấy dàn đế chân của nó chưa? Giống như con T1000 vậy đó. Nhìn mẫu nó rất là đẹp, rất là chắc chắn dàn chân nè. Đó, đế bi. Rồi, thì có một cái sản phẩm nữa mà hồng như nói là nhiều anh chị mua nhất luôn. Sản phẩm này á mới là nhiều người mua nhất nào quý anh chị. Cái sản phẩm này phải nói giảm, phải nói cực kỳ sâu. Cái sản phẩm này là Akuya, nó giống như cái T1000 á quý anh chị. Cái dàn cơ nó bự chà bá nè. Cái đế lớn, đế bi nè, nhưng mà nó đẹp nè. Cái mẫu này của Akuya nó gọi là Magic 1991. Đó, thì con nái này là có thể tự xoay được quý anh chị. Đặc biệt á, nó có hai cái cục pin bự chà bá này nè. Rồi nó có thêm một cái cục pin tiểu để quý anh chị xài mà giống như mình cần thiết mình bỏ pin tiểu vô mình xài. Cái thùng của nó thì rất là xịn, cái thùng nó dày dặn dữ lắm. Đó, thì quý anh chị thấy rằng cái máy này á là nó 5 tia. Nhưng mà dàn cơ nó cứng, nó chuẩn, nó có remote điều khiển nè. Đó, remote lớn quý anh chị. Đó, rồi điều chỉnh bằng remote nè, ha. Đó, lên tia nè, không? Tắt tia nè, mở tia nè. Thì chữ H là tia ngang ha. Rồi, nó có một cái chức năng rất là hay là quý anh chị ở xa đó, quý anh chị bấm, quý anh chị nhích nó. Đó, thấy không? Nó nhích đi từ từ nè. À, nó nhích đi nè, tùy theo quý anh chị chỉnh, bấm từng cái thì nhích từng ly. Thấy không? Còn quý anh chị bấm giữ luôn là ok, nó xoay luôn nè. À, nó xoay luôn, theo ý quý anh chị muốn xoay lẹ, ok, bấm cho nó xoay lẹ. À, nó có motor xoay quý anh chị ha, có motor xoay lẹ luôn. Nhưng mà cuối cùng thì giá này là quý anh chị biết hôm trước là 2.500.000 đúng không? Bây giờ cái chương trình là
khuyến mãi, siêu khuyến mãi cực kỳ đặc sắc luôn cho quý anh chị. Còn lại 1.650.000. Đây là cái sản phẩm sẽ rất là nhiều người mua. Tại vì quý anh chị biết cái phân khúc mà tầm chừng 1.6.000, 1.7.000 trở lại á, để kiếm cái đờ mà đế bi này á là cũng đã hiếm rồi. Cũng có nhưng mà hiếm á. Đó, tại vì nhân này có 1.50.000 đã có đế bi, tức là đang khuyến mãi rất là sâu ha. Mà bây giờ có G-Mod điều khiển mà máy này mà hai cục pin chà bá nữa, mà giá cuối cùng nó còn lại nhiêu quý anh chị? 1.650.000. Có G-Mod xoay, rất là nhiều người thích cái G-Mod xoay này. Nhưng mà có một cái ác là hôm trước nó tới 2.500.000, khó tiếp cận đúng không? Còn bây giờ thì sao? Giá giảm 35%, giá nó chỉ còn lại có 1.650.000 rồi quý anh chị. Bảo hành tất cả tia của Akuya bảo hành 1 năm ha. Thì đây là bảo chương trình cực tốt rồi. Đó, rồi, đó là nói về máy 5 tia ha. Quý anh chị có nhu cầu mua con Magic 1991 này đảm bảo ngon luôn. Còn thôi ít ít xíu là ok, muốn vừa phải thôi, chơi con Akuya 696 ta 686 Blade kiểu vậy nè quý anh chị là cái đế chà bá rồi. Còn quý anh chị muốn có G-Mod đồ là con này 1.350.000 nè. Đó, con V3000 nè ha. Đó là những máy tia bắt đầu thùng nó làm chất lượng quý anh chị. Rồi. Nếu mình muốn là 12 tia thì do nó hết rồi, còn có 1 2 cái nên hôm nay Hồng Nhiên không có lên, nhưng mà vẫn có nha. Sẽ có những con tia của Toyama đồ các kiểu, giá nó cũng tốt, 1.450.000 là giá tia đẹp rồi. Còn tia rẻ rẻ thì quý anh chị mua còn 1.150.000 nó cũng đã có 12 tia rẻ rồi. Ở đây là Hồng Nhiên sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái máy 16 tia loại tốt hơn. Gần như là con này 16 tia hiện tại cái mẫu này là tốt nhất của bên Akuya quý anh chị, mẫu này 16 tia này nè. Cũng có pin lớn nè, đó, máy chắc chắn. Nó giống như những con máy mà quý anh chị thấy thường thường là người ta bán những cái sản phẩm này giá nó là phải là 1.600.000, 1.700.000 gì đó, các hãng quý anh chị ha. Nhưng mà cái mẫu này của Akuya đó thì hiện tại giá nó đang tính có 1.350.000 rồi quý anh chị. 1.350.000 quý anh chị nhìn cái tia ha. Đó, chống bụi, chống nước nè, đó là quý anh chị thấy cái tia nó rất là chắc chắn đúng không? Nhưng mà giá nó rẻ. Ở tầng phân khúc 1.350.000 để có con tia pin lớn vậy, 16 tia thì kiếm nó cũng khó có hãng nào có ha. Loại rẻ rẻ hơn thì nó vẫn có nhưng mà chất lượng không đạt tới cỡ này quý anh chị. Đế nó xoay trên này nè, ba cái đế trụ nó vững nè. Đó, 16 tia ở bên dưới này có 4 tia, ngang này 4 tia, bên hông này 4 tia, dạ trên này 4 tia là 16 tia. Thì cái thùng 16 tia là nó kiểu như vậy nè mấy anh chị. Thùng 16 tia nó kiểu như vậy nè. Thì trong này nó sẽ có G-Mod điều khiển nè. Thấy không? Nó có G-Mod điều khiển, nó có hai cục pin này, quý anh chị thấy cục pin chà bá luôn thấy không? Cô già mấy ông này không làm mấy cục pin phải nói là dữ dằn thiệt. Rồi nó có gì, kính đeo nè. Thì nó có những cái giống như là quý anh chị thấy là treo lên tường cái kiểu, cái đế bắt lên tường rồi đế treo lên tường đồ đó, nó có đầy đủ như vậy. Giá nó chỉ có 1.350.000. Thì quý anh chị phù hợp cho những anh chị nào làm nội thất nè, làm lót gạch đồ, lót nền đồ các kiểu, thì quý anh chị có thể mua những cái 16 tia vậy. 16 tia và 12 tia ngoài trời nó sẽ thua cái 5 tia nha quý anh chị. Ở trong nhà thì 12 tia, 16 tia là trùm luôn. Có thể nó bắn sát trần, có thể nó bắn sát đáy, rồi có thể bắn ngang, bắn dọc, bắn mặt cắt các nơi luôn. Đó thì giá đó là quý anh chị phải mua 16 tia. Còn lại ngoài trời thì nên mua cái 10 cái 5 tia quý anh chị, cho nó có hột nước đồ, nó độ sáng mấy này đâu bao bắn ngoài trời ha. Đó. Đây là chương trình siêu khuyến mãi giữa máy pin và những cái máy tia. Thì quý anh chị có nhu cầu về sản phẩm nào ha, liên hệ Hồng Nhiên. Đặc biệt là cái máy khoan 470.000, nó siêu rẻ, không gì rẻ bằng nó luôn. Đó là mà hàng chính hãng của công ty nữa. Đó, nên là quý anh chị có thể là tham khảo những cái dòng máy, những cái giá, là quý anh chị thấy nên chọn sản phẩm nào, liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên. Cái máy khoan chưa cần cũng mua, do rẻ quá, mua về làm quà tặng thôi cũng ngon nữa quý anh chị. Thấy không? Đó thì quý anh chị có nhu cầu liên hệ giúp Hồng Nhiên ha. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi chương trình. Bây giờ Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.